chuyến này cháu là cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm, nếu mà không có ý là cũng chết đấy. Thế nhưng mà cái thời đấy chị là bị mắc bệnh ung thư gan đấy, thế là cũng ung thư gan là mình cũng không biết, đến lúc mà thấy vàng mắt vàng da rồi bắt đầu mới đi chữa. Nên là lúc bây giờ là bà ung thư thì người ta bắt mình làm là giấy cam đoan là mổ, nếu như nếu mà không may mà chết trên bàn mổ ấy, thì là không kiểu như là không được kiện người ta ấy. Gia đình tôi cũng quyết tâm tôi cũng còn nước còn tát may thì được. Thì xong rồi là bắt đầu mổ xong là ở nhà thì nói chung là đưa đi mổ là phải mấy người ở trực ngoài đấy ô tô phải nói bác sĩ sẵn, mà nếu có gì thì phải nhờ vào bệnh viện là cho một cái ô tô oxy để thở về nhà ấy. Thế người ta cũng đồng ý, thế còn ở nhà thì lại mấy chị em ở nhà là chuẩn bị lo hậu sự mua các thứ đủ rồi. Mà đến lúc mổ 1 giờ mổ đến 5 giờ thì thấy báo cáo cũng không thấy ở ngoài bệnh viện gọi gì về. Thế xong đến đêm thì xuống bàn thì ở bệnh viện về bảo là mổ xong rồi, bây giờ xuống phòng cấp cứu đấy, không ở chỗ phòng mổ ấy, xuống rồi đấy. Xong rồi là về, thế là dần dần thì là bắt đầu bà bị truyền mất 12 mũi cái hóa chất đi. Ôi dồi ôi, mỗi lần truyền cách nhau 12 ngày mà lần về chết, người hàng xóm láng giềng vào chơi họ hàng nội ngoại đến chơi chỉ có chờ chết thôi, cứ là rùa nó bộ mắt không còn bùa người cũng còn gì nữa. Thế nhưng mà được cái thì thôi cháu cũng đi, năm 2010 cháu đi viện suốt ấy. Thế sau cháu tìm hiểu được cái sản phẩm này cháu dùng từ năm đấy là đến giờ là sức khỏe cháu là khỏe, cháu chả uống đâu gì cả, mà cháu chả đau sợ cháu chữa đâu cái gì cả, cháu chở thì chữa gì cả. Thế nhưng mà thì vì cháu hiểu biết một cái vấn đề, cháu cũng đi nghiên cứu cũng ra Mỹ Đình cháu học cái về cái dinh dưỡng này. Thế nhưng mà sau thì về cháu cũng áp dụng cho bà Luyến, cháu về nhà thì là cho mổ xong về nhà rồi xong là gọi là cũng cứ gọi là gọi cúng phương thì cháu lại cho dùng này, dùng C này, mới lại dùng tức là bà truyền hóa chất với cả uống canxi uống thuốc tây vào này, nó cho sợ là cái sức khỏe nó không đấy, nó cháu uống C để cho nó thải độc ra ấy. Cháu uống chức năng gan này, cháu uống omega 3 này, cháu uống canxi này đấy, còn gần cái thứ sau rồi dần dần là sức khỏe nó kiểu như nó dần dần xong bắt đầu nó ăn được xong nó tỉnh dần dần ăn được, xong dần dần dậy được, dần dần đi được, dần dần bây giờ bà ấy sống được thêm cái năm đấy là 69 tuổi. Thì bảo cố sống đi 2-3 tháng nữa để cướp lấy lá cờ vào 70. Nhưng mà năm nay bà sống được đến năm nay là 74 rồi. Bà sống được thêm 5 năm nữa rồi, nhưng bây giờ bà đi rổ mạ cho con bà cấy thì bà không được uống rũa. Nên là cứ rổ mạ trên cạn này, trên cô ấy. Nên là bà rổ, bây giờ bà sức khỏe bà khỏe lắm, ở nhà chăn nuôi cho đến bây giờ. Đấy, đi chợ, ngày nào đi chợ. Bà chưa chết được, khỏe lắm, bây giờ khỏe lắm mà nhờ cái sản phẩm này đấy, cho nên là cháu nói thật thì cũng quan tâm cái sản phẩm này là nó tốt đấy. Cháu đi học nhiều lần, cháu nghiên cứu rồi, cháu mời cháu uống nhiều loại lắm rồi. Nhật cháu uống rồi, Hàn Quốc cháu uống rồi, Đức, Anh cháu uống hết. Thế nhưng mà nói tóm lại là không phải của người ta không tốt, vẫn tốt, nhưng mà cái hiệu quả của nó chậm hơn và nó lâu hơn ấy, nó cấy hơn ấy. Cuối cùng là cháu nghiên cứu mãi rồi, tôi quên bây giờ cháu lại tiếp tục về dùng sản phẩm này tiếp. Đấy. Đây cái nhìn cháu có bao giờ bị xương khớp đâu đấy, cháu chả thấy gì cả. Rồi hôm cái sản phẩm hỏi thế là cái Luyến nó bảo ôi cháu đi mổ cái ca của cháu nó cũng là nguy hiểm lắm, là cái sức khỏe của nó này thấy có một nó kém thì ở nhà cũng dùng mãi một tí bột áp rồi không biết mà lúc mà bị mà vàng mắt vàng da rồi như bệnh viện còn trước khi là nhà dùng vẫn dùng đáp bởi ít mấy các thứ rồi. Tức là cái sức khỏe tốt cháu đi mổ thế chứ người ta phải người lâm người dạy cháu mổ thận đấy, có 5 giờ chiều xuống 9 giờ tôi dạy tắm mầm thì 9 giờ tối mai cháu đuổi hết về cháu không kiến là nào đâu, cháu dạy tự cháu đi đấy, tự cháu đi lấy cơm cháu lấy hộ bệnh nhân rồi làm mổ hết đi cháu. Thế mà thế sau thì các bà ở đấy hỏi là cô uống cái gì mà khỏe, chúng tôi cùng mổ với cô mà tôi chưa dậy được mà sao cô cháu dở cái đáp với ích ra cho người ta uống, cháu chụp điếu mỗi người mới viên. Thế sao mà là người ta bệnh viện người ta lại gửi cháu mua, bây giờ cháu nằm viện chắc phải nhờ người chứ cháu không có đi mua đâu. Cứ nằm viện đi thôi thì mình biết thì cứ phải làm phúc bảo người ta chứ. Bây giờ thì thế nó đi chợ với bổ thế là khỏe, thế là tốt rồi. Bây giờ khỏe rồi, bây giờ thì nói chung là đi rổ mạ cấy ở nhà con cái cắt lúa về là thuê máy về là thuê xe về làm phơi hết mấy sào thóc đấy, quạt quấy hết đấy. Giờ khỏe, bây giờ khỏe hơn cả cháu ấy. Cháu nói nhá, nếu mà không có cái sản phẩm này còn lâu nhá, cái sản phẩm này cháu dùng vào nhà cháu nếu như bây giờ
từ 10 năm nay nếu như các cái hộp này phải phải nói vứt ở thành đống. Ô nhiều lắm. 10 năm rồi đó cứ dùng mỗi tháng thì được.